Ba không bệnh viện. Bị tai nạn hả? Bị tai nạn. Bị tai nạn. Ba chồng qua bữa bị tai nạn ở trên đâu? À bị đầu. Vậy bây giờ là ba nằm viện là ba còn tỉnh táo không? Lâu rồi chứ ba cháu về nuôi nuôi ung nuôi để về bệnh viện. Mẹ đâu mẹ đâu? Ai cho mẹ cho mẹ? Dạ. Nó nói vậy hỏi mẹ đó hỏi ra tội nghiệp mẹ. Chị lên đây nói chuyện luôn được không chị? Bé nó kể thì em vẫn chưa có hiểu lắm, chị có thể kể cho em. À, báo của bé cái tê ra đi rừng mà bị lẹ đắp mà bị nào bị chấn thương nặng xong đi chứ đỡ đỡ rồi nhẹ thôi chứ nó tê động mùi đau cái tiền là như mùi à đó. Tức là bây giờ chung là ba bị đỡ rồi nhưng dạ. Ông nội bây giờ bệnh thì dạ. Ba đang lên bệnh viện chăm ông nội dạ. Ở nhà mình thì làm công việc gì chị? Dạ, trong thì như làm chắc nắng không được thì ở nhà cứ đi và tan thì bày bán ở nhà con em thì cứ đi đăng xong một cả với chị với bạn này ra là làm cái gì chị có thể nói chậm hơn không? Tại vì bên em nghe cũng hơi khó một xíu. Dạ. Tức là chị làm công việc. Dạ, về là cứ sáng mua cá về bên lại thẳng lang và đi thẳng lang rất là bán. Tức là mua cá lại xong rồi đi ra chỗ khác bán. Đi về đây bán. Vậy là đó là công việc chính đúng không ạ? Dạ. À, trước khi mà anh bị bệnh đó thì anh làm công việc là đi rừng. Đi rừng đây cũng có khi đi có khi 2 tháng đây được 2-3 triệu chứ rồi cũng có chi. Dạ. Vậy bé đi học là bây giờ là bé mình có ngoài bé ra còn có anh chị em gì của bé không? Có chị là học lớp 9. Học lớp 9 à? Ba em học lớp 3. À vậy là có ba chị em đó. Vậy Huyền hả? Để em đầu tiên cho mình nhớ. Cô Huyền. Cô Huyền nói chị cho coi là có em Thu Huyền để ra cho nhớ. Đi học á? Đi học có thể em thích học không? Có em học xa không? Chào chị ạ. Tức là em đi học xa không? Từ đây đi đến đến trường á? Đi bộ. Xa nhà đi không? Bộ. Đi bộ hả? Dạ. Bao nhiêu phút? Dạ, khoảng 25 phút. 15 phút. Trường cấp 2 đâu. Cấp 25 phút hả? 15 phút là đi bộ ra trường đó. À. Bây giờ mới vào năm học lớp 6 nè. Thì Huyền thấy là Huyền thích học với môn nào? Dạ, chào chị môn văn. Học môn văn hả? Bữa giờ điểm môn văn được bao nhiêu điểm nè? 8-9. Wow, 8-9 điểm rồi hả? Thầy giỏi. Ừ. Chị nếu bình thường nó thu nhập mỗi tháng của mình đó là như thế nào? Mỗi tháng 2 triệu. Mỗi tháng 2 triệu. 2 triệu là ở đây Huyền thì cứ ăn trong ngày thì cho mình muốn có mà con giữ ăn đủ ăn trong ngày thôi trong ngày cho con giữ muốn có. Còn tiền học phí của bé thì như thế nào? Bây giờ bé này lên cấp 2, còn chị lớn lớp 9. Thì là hai đứa là nó tốn tiền học phí nhiều hơn đúng không ạ? Dạ. Lắm là hai em có 2 triệu đó. Có cái sành của chị thì ra sạch phù của chị quần phải chi ra. Một cả câu cả đi á. Mà chỗ dạ. Thì em lai ra, xin lai ra. Sách thì là mình học lại sách cũ. Sách cũ. Con là 10 người chị ra mua khoảng 3,800-4,000. Con là 1 triệu thì ra 1,5 triệu. Con là 1 triệu là 1 em đúng không? Dạ. Vậy là hai chị em hết khoảng 2 triệu. 2 triệu cả về rồi. Em nữa em cũng là 3 triệu. 3 triệu rồi có nhà có 3 chị em đi học 3 triệu. À, hộ nghèo không được giảm hả chị? Dạ. Hộ nghèo vẫn phải đóng học phí hả? Dạ, hộ nghèo là hộ miễn cho được 170 á, 130 ngàn. Dạ. Miễn được 130. Vậy là dạ nhưng 1 triệu là 1 triệu là hộ miễn cho được 130 còn 1,870. Ừ. Dạ, chấm. Vậy là anh bị chị nói là bị chấn thương sọ não đó. Dạ, chấn cho nên vừa đi cũng lên cho nên không làm được nặng được vậy là bị cột sống nữa, bị đau cột sống nữa. Dạ. Vậy là anh còn có uống thuốc gì không chị? Uống thuốc thì vừa đi lên nữa thì cũng uống vừa đi lên tăng môi chuyện gì cho con chịu. Vậy
là gia đình mình ở đây có ở chung với ông bà nội, ông bà ngoại được không? Ông bà nội ở riêng. Vô cửa nào chứ thế thì khen rồi chị đứng đây cả nhà thì mẹ em đi học rồi làm bài em năm nào mình xin được hết đêm nắm một người lên trên đi mắt hết lục lên tới đó mức chỗ em thờ luôn lên lên trên rồi người tệ năm 2070 lục lên trên rồi người tệ lục lên tới nóc nhà luôn con là bình thường mà nắm một người lên nữa nha đi hết thế là gì nắm một người lên trên hết một năm đó là cứ vào ba lần vào ba lần vậy là năm nay là đó vào mấy lần năm đi là vào hai lần đi đâu là mức thấp hơn so với đó là năm mới là thấp nhất. Còn năm mới thấp nhất. Vậy nếu mà lúc ngập quá thì nhà mình tránh đi đâu? Cái sóng mình tránh. Con đi lên trên đường lên xin hộ cáo đến là tỉnh. Cái con nhà đấy là đồng trường là có chị áo quần thì chị là cầm đi đó. Đến nhà là phải để là nắm hồn lục hết. Dạ, lục hết. Hỏi với Huyền lại nè. Cái này cái gì cơ? Sao tay lạnh vậy? Chào đón năm đầu đi viên Huế từ có năm đi ra hai ba lần đấy. Huyền bị bệnh gì? Đang bị viêm xoang tim. Thần kinh tim. Viêm xoang khớp thần kinh tim. Năm nay là chị đã dẫn bé đi khám mấy lần rồi. Bị bạc lắm chứ đâu đấy không ngoài để vừa nãy không ngoài cũng có tiền mà không tiền mất. Thuốc thuốc uống gì nữa đó hả? Vậy là chị kho không có tiền chị không có dẫn bé đi nữa và lại cứ uống thuốc bắc là thuốc bắc là thuốc ở bên ngoài tháng là 5 triệu 5 từ khi mua cái chậu khi mua cái tiêm là được 3-5 trăm đó chứ một cặp một cái chậu đó như vậy nếu mà vậy là chưa dẫn bé đi mà bệnh viện lần nào khi mua có tiền thì đưa vào cũng đưa ra viện Hà Nội mà chưa cho cháu là phải ra viện Hà Nội khám chữa là viện mua riêng cho cháu đó viêm xoang như đau đau gừng lắm ok cháu như làm tay lại thì cháu đau cháu hết luôn á viêm xoang cái này là có nhiều cái chẩn chưa đúng bệnh đó chứ không phải là viêm xoang không đâu trời tay em nó rất là lạnh lạnh cống luôn á bình thường là vẫn bình thường vậy về đau về cứ thẳng tinh ham đi về nó bị ai hành đạn thì cháu đóng nhiều bình lắm chị cho xin cái địa chỉ với là cái số điện thoại của nhà này nha cái địa chỉ số nhà ở đây không có số nhà mình chỉ có thôn nào xã nào phường nào thôi Để em ghi. Mình có số điện thoại được đúng không ạ? Dạ. Thôn gì chị? Thôn Thanh Bình 1. Thôn Thanh Bình 1. Biết rõ là cái gì. Tí em về em ghi lại cho. Ừ. Thôn Thanh Bình 1. Xã gì chị? Xã Hương Trạch. Xã Hương Trạch. Huyện Bố Trạch. À mình đang ở Bố Trạch. Tỉnh Quảng Bình. Dạ rồi, đây tỉnh Quảng Bình. Chị tên gì chị ha? Phan Thị Năm. Phan Thị Năm. Chị Phan Thị Năm. À, mình có số điện thoại không chị? Có. Dạ, chị đọc số điện thoại cho em luôn. 0974 428646. 0974 428646 đúng không chị? Dạ, 0974 428646. Em được chị Năm cô tấm hình nữa. Còn bé ấy à không. Mấy hai bé chị lớn đi học rồi hả chị? Nữa em mới đi học về nữa ạ. Ờ, vậy hả? Thì cho em vào đây ngồi nói chuyện luôn đi. Chụp nữa người. Con ra cho chú chụp hình con tắm cho chỗ nào sáng không sáng. Chụp con nữa người. Rồi con ra chú chụp hình.